Tham gia Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, công ty cổ phần Đại Thành mang đến những giải pháp công nghệ cơ giới hóa trong kỷ nguyên số 4.0. Đặc biệt tại sự kiện lần này, mang đến trưng bày các thiết bị drone không người lái phục vụ trong sản xuất nông nghiệp. Các thiết bị không chỉ giúp tiết kiệm sức lao động, còn tăng cao năng suất và giảm chi phí trong sản xuất lúa, góp phần đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất theo chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hiện nay. Tham gia sự kiện Festival Lúa Gạo Hậu Giang 2023, thì công ty cổ phần Đại Thành mang đến với giải pháp công nghệ cơ giới hóa với trong kỷ nguyên số 4.0. Đặc biệt lần này công ty Đại Thành mang đến những sản phẩm như thiết bị không người lái, tự động là NX510, hệ thống chạm cót định vị các tuyến bay như là cho các sản phẩm dẫn đường tự động như G300R, V500 và các sản phẩm như là lưới kích 100 để phục vụ cho cái công việc như trong phẳng mặt ruộng để giúp bà con giảm thiểu được những cái tỷ lệ về sức lao động, tăng về hiệu quả và năng suất. Đặc biệt là trong những năm vừa qua thì công ty Đại Thành cũng đang chú trọng đến đặc biệt là ngành cơ giới hóa hiện nay. Thông qua sự kiện Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam Hậu Giang 2023, các cán bộ, nhân viên và lãnh đạo công ty cổ phần Đại Thành chia sẻ, đây là dịp để giới thiệu những thiết bị hiện đại phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, công ty cho biết sẽ cung ứng được tất cả các trang thiết bị cơ giới hóa để phục vụ đến tất cả người dân trong sản xuất nông nghiệp.